cool hơn là gì. Và bây giờ tôi edit table hết, có nghĩa là bằng cú set này tôi không giữ quyền nữa đấy nhá, tôi no. Không, cái cú set này thì riêng cái lưới trục như thế này tôi giữ quyền, riêng tường tôi no, tôi không giữ quyền nữa nha. No, tôi không giữ quyền nữa nha, tôi chỉ giữ quyền mỗi xe cố định như thế này thôi. Ok, được nha. Và bây giờ nó chỉ có cú set một thôi chẳng hạn, được nha, hoặc là tất cả là chỉ có một cú set một thôi, no editable luôn, được nha, chỉ có cú set một này thôi, được nha. Tắt cú set này, single line này. Nha, tôi dạy chính thống trước, rồi tôi dạy theo kiểu mà sau. Ok rồi, Đạt đây em, share cái màn hình của em đi. Ok, Đạt vào group chat đi. Collaborate. Em xin nhắc lại. Nói chung là vẽ được tầm khoảng 15 20 phút ở nhà sinh lên, như công ty tôi vẫn làm online bình thường mà, thì tất cả mọi người đều làm chung file center được mà, hay hiểu không? Đây này, như đa công ty anh bây giờ nó vẫn làm bình thường có gì đâu. Rồi, em chọn vào workset đi. Ê, Rồi, em xin chọn chào tiếp em. là no đi. Em chọn là no đi. Cái phần công việc của em ấy. Đấy, edit table, chọn là no. Rồi, chọn là no. Ok. Rồi, em sync go live lên. Em sync này. Em sửa xong em sync này. Mạng mày chậm thế. Ok, bây giờ em vẽ tường đi, em chọn một tường em vẽ tường đi. Bức tường này, SC Chris đấy. Thấy nhá. Thì bây giờ em chọn vào cái tường này. Em chọn cái tường này, em chọn ở bên dưới này, ở bên dưới em bên dưới bên dưới. Dưới này bên dưới cái chữ gốc set là column editable này. Nhìn thấy không? Đây này. Đây này. Đây này, nhìn màn hình ấy, nhìn màn hình xe đây này, đấy, chọn vào cho anh vào gút xét, à không, chọn ở dưới, tắt đi, chọn dưới này, column not editable dưới, mà dưới, đấy, chọn vào gút xét một cuối cùng. Rồi. Rồi, bây giờ em cứ chọn vào cái box set 1 đây em vẽ đi. Hoặc là đặt theo tên. Đặt theo tên của mình cũng được. Vẽ đi, bây giờ vẽ tường, vẽ tiếp các thứ vào đấy. Đấy. Thấy không? Ok rồi, sync lên đi. Được chưa? Đã xong chưa? Rồi. Ok, bây giờ tôi xin này. Rồi, bạn đã thấy cái tường của bạn Đạt vừa vẽ không? Và tất cả cái này đều là not editable, là không ông nào giữ quyền cả. Đấy nhá. Chơi chung luôn một tên. Mà phá đi cũng được. Sao chả sao đó, cái này là anh em ngồi gần nhau tình cảm, hiểu không, giúp đỡ nhau, ví dụ như là đang vẽ vừa vẽ xong được cái này nhưng mà vào thấy ngứa mắt lại xóa đi mất nha, sếp cứ ngồi tái ma tái máy tự nhiên lại ngồi lại thế chia đi chia lại này mất hết đấy, ví dụ như này chẳng hạn.
đúng không? Tôi vào tôi chia cho ông Đạt như này hả? Đúng không? Nó vẫn là cùng quốc set 1 thì ông Đạt ông sinh lên ông sẽ thấy thôi. Đúng không? Mà nếu mà ông Đạt ông không ok thì ông có thể xóa đi. Đấy thì như này có thể chỉnh sửa được với nhau. À hiểu với anh không? Thường thì làm không giữ quyền như này ấy. Thì thường thì chỉ tầm khoảng hai hai ba người làm, hai người làm thôi, là hai anh em rất thân nhau ấy, ngồi cạnh Phải nhau ấy, ngồi cạnh, phải ngồi cạnh nhau nữa mới làm được kiểu này, đúng rồi, không đá nhau mầm. đứng sau đấm nhau chứ không phải đá nhau đâu, mà một vấn đề ấy là em sẽ phải hiểu là ví dụ như là một công trình này nó sẽ chia công việc là cho một thằng cứ dựng kết cấu và một thằng cứ dựng kiến trúc, hay là không đá nhau. Em hiểu nhé không? Xong rồi đến lúc triển khai hồ sơ bản vẽ, triển khai hồ sơ bản vẽ thì nó chia ra và mặt đứng mặt cắt thì ông kia ông sửa model, còn đâu là đi tách cốt tác rồi tất cả các thứ kia thì là dành cho đội cấp dưới, hiểu không? Thì đây mình mới dùng là user grid thôi, là tạo tên các user, là tạo tên các người hoặc các cái đầu việc, là mình có thể tạo là project standard. Project standard mình giữ quyền những cái gì nha, giữ ở ví dụ như là giữ công cụ gì, giữ material vật liệu lifestyle, giữ cái gì nha. View là sau này nó có view template, là ví dụ như là view là dùng view nào là mình giữ quyền, ví dụ như là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt này, view template nào giữ giữ quyền hết nha. Và đến family, family nào được quyền vào trong này và family nào không được quyền vào trong này thì các bạn có thể giữ quyền. Edit table các bạn giữ cái grid này chẳng hạn, là nó không thể thay đổi được cái grid đấy của các bạn. Nên khi các bạn bật tất này lên thì nó sẽ tạo ra một cái hệ thống quản lý rất là lớn. Ở đây là quản lý toàn bộ từng view, từng bản vẽ một, là ông nào được sửa bản vẽ đấy, ông nào không được sửa. Nói nguyên lý thế thôi. Đấy nhá. Ai hiểu vấn đề không? À, Chứ còn làm được đến mức độ như này nó cũng kinh khủng đấy. Có là cái team đấy nó gần như là toàn đội master hết. Có nghĩa là nó tự hiểu. có nhiều người Có cùng cùng giữ quyền một set đó. hả? Có nhiều người cùng giữ quyền một set không anh? Nhiều người giữ quyền một set có nghĩa là như nào nhỉ? Tức là cái góc xét tường nó hai người cùng vẽ À, góc xét đấy, tường hai người cùng vẽ được. là được cái đấy. Vẫn được, nhưng vấn đề lúc đấy em sẽ không chia tên theo là dạng như này, group set là người nào tạo, group set là tên, group set thì là tên là gì, là tường đúng không, nhưng mà em tạo tường hay là ai tạo tường, chọn vào tường thì là ai tạo, hiểu không? Ví dụ mình sẽ chia là group set tường 1, group set tường 2 đúng không, À, bởi tức người là mình nào thì đây nó có group mình set 1, group set 2, group set 3 này, thấy không, nó đầu một công việc ấy. Ví dụ như em vâng. sẽ ghi chia sau này, ví dụ như tường bọn anh hay chia ấy. Ví dụ như là người vẽ tường thì vẽ từ tường tầng hầm là basement, ví dụ cao tầng thì vẽ từ tầng 1 cho đến tầng 8, tầng 8 điển hình để từ tầng 9 cho đến tầng 12, em hiểu không? Có nghĩa là mình chia ra các cái block ra Vâng. đấy, thì cách đấy là cách trước khi vào công việc workset này thì mình đã phải chia cái công việc ấy trước rồi, xong vào đây là chỉ việc có thực hiện thôi. Ok.